tháng 5 năm 2021, gia đình Tùy Duyên ở bên Mỹ, chuẩn bị làm nhà mái che mới cho anh Gồng ở ha. Bây giờ đang dỡ cái mái che cũ đây, làm nền rồi là cho ảnh. Mưa giọt quá. Làm nền lại, rồi làm mái che lại ha. Để thì đừng lát nữa anh Hai khiêng á, con lấy con trà, con trà cho hết ba cái gông này, trà cái chổng cho anh Gồng. Mới chờ rửa cái chổng xong. Để cái chổng ở đây đỡ cho anh Gồng ngủ ha, rồi chuẩn bị làm cái mái che cho anh làm nền. Mới chùi rửa cái chổng xong ha. Mấy cái đốm đen đó là tại vì bị cháy với chổng lâu năm á, chùi không có ra. Mới chà rửa xong. Đây dọn xong hết rồi, giờ bắt đầu chuẩn bị làm nền, làm chán nền trước rồi mới làm cái nhà lên ha. Chổng thì về qua đây rồi, về qua đây nè cho anh Gồng ngủ đỡ ở đây. Mà ngủ chỗ này quậy không, quậy không anh Hai? Vô nhà đâu, vô nhà đâu ha, vô nhà thì anh la anh quậy Gồng ở ngoài này chứ không đánh đổi đâu. Cho ngủ tạm ở đây đi. Dạ, cái chổng mới chùi rửa xong hết rồi nè, sạch rồi cho anh ngủ.